Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Vậy là năm 2019 đã sắp kết thúc rồi. Anh em đã chọn mua cho mình một mẫu bàn phím cơ nào chưa? Nếu chưa thì hãy chuẩn bị tinh thần đi, hãy tới với top 5 mẫu bàn phím bán chạy nhất tại An Phát trong năm 2019. Năm mẫu bàn phím mình đang có ở đây. Vậy thì chúng ta sẽ đi từ rẻ cho đến đắt đi. Rẻ nhất mình đang có ở đây đó chính là mẫu bàn phím Dell EK87S với mức giá 399.000 đồng. Thì đây là mức giá khuyến mãi. Và với mức giá này, mình đảm bảo với anh em luôn, có thể thấp gần bằng các mẫu bàn phím giả cơ thông thường rồi. Và nếu như anh em có tiền kiểu thấp như vậy, anh em có mua không? Là ý kiến comment nhá. Thì theo ý kiến cảm quan cá nhân của mình, với cái số tiền đó bỏ ra thì anh em sẽ nhận được mẫu bàn phím sử dụng Bluetooth này, cho cảm giác bấm nó hơi kiểu hơi chói tai một chút nếu như anh em nào không thích, nhưng mà vì nó cũng rẻ nên mình có thể chấp nhận được. Và cái chất lượng hoàn thiện ấy cũng ở mức trung bình thôi. Thì nếu anh em kiểu có thể xem lại video so sánh, mình sẽ để bên góc trái màn hình này, anh em có thể thấy rõ ràng nhất về thiết kế của mẫu bàn phím cơ này. Dây các kiểu thì không được bọc dù, nói chung là đơn giản thôi, không có gì cả. Đấy, mình sẽ bỏ gọn vào một bên. Vậy thì đắt hơn một chút, đó chính là mẫu bàn phím cơ đến từ Enra với mã EK387. Thì với mức giá đắt hơn một chút, rơi vào khoảng độ 549.000 đồng. Nhưng mà theo mình thấy nó vẫn quá thấp so với những gì cái mẫu bàn phím này có thể mang lại. Thì với số tiền đấy bỏ ra, anh em sẽ nhận được một mẫu bàn phím vẫn là TKL thôi. Tuy nhiên, có được một cái hơi hướng thiết kế nó chắc chắn hơn khi mà mình sờ mẫu bàn phím này, cho cảm giác nặng và không hề có hiện tượng gọt bẹp, mặc dù nó vẫn được làm từ nhựa thôi. Và cái cảm giác gõ theo mình thấy ấy, nó dễ nghe hơn, nó không kiểu bị chói quá khi so với mẫu EK87S. Thì mức giá đắt hơn mà. Và phần dây ở đây cũng là một điểm cộng khi dây được bọc dù và có thể đi theo các hướng giúp anh em có thể là đi dây một cách dễ dàng hơn này theo ý thích của bản thân. Và chúng ta sẽ chuyển sang mẫu bàn phím đắt hơn một chút đến từ Funen. Thì cái thương hiệu Funen anh em quá quen thuộc rồi, quá nhiều có mẫu bàn phím huyền thoại. Thì đây có tên là Funen, thôi tên tiếng Anh thì mình hơi rốt tiếng Anh một chút. Nhưng mà đây là một mẫu bàn phím sử dụng switch quang học hay là gọi là optical switch. Thì đây là một loại switch có thể nói là tương lai thôi. Còn hiện tại thì không có quá nhiều các mẫu bàn phím sử dụng, chỉ có kiểu duy nhất cái mẫu bàn phím này đến từ Funen được sử dụng. Và cái mẫu bàn phím này có một điểm yếu, đó chính là chỉ được trang bị mỗi blue switch thôi. Anh em không thể lựa chọn các phiên bản switch khác được. Thì đây như anh em ở thấy, đây là một mẫu bàn phím cơ full size, được tặng kèm sẵn cả phần kê tay. Được xung quanh ấy có rất nhiều các rẻ led RGB và dây thì rất tiếc lại không được bọc dù. Và có một điểm yếu nữa ở trên mẫu bàn phím này, đó chính là cái cảm giác khi mình gõ xuống ấy, cái phần keycap ấy nó sẽ va trực tiếp cái phần khung bàn phím ở đây, nó sẽ kiểu anh em nghe nó không thích, cái gõ nó cạch 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 cạch. Thì có lẽ đây là cảm quan của mỗi người thôi. Với mức giá chỉ rơi vào khoảng độ hơn 1 triệu, thì theo mình thấy cái điểm yếu này có thể chấp nhận được. Và đứng thứ tư đó chính là mẫu bàn phím đến từ IKBC. Thì ba mẫu bàn phím vừa rồi mình hay gọi các switch không phải là Cherry, kiểu là clone Cherry, mặc dù nó vẫn có cái tên gọi riêng. Có lẽ đây là cách đọc của mỗi người thôi. Thì cái mẫu bàn phím của IKBC mình thích ở một điều, đó chính là hãng luôn tặng cho anh em một cái tấm tre như này. Thì nếu như anh em không sử dụng máy tính trong thời gian dài, ví dụ đi công tác một tuần chẳng hạn, thay vì phải tháo ra, cất vào hộp, để lên trên giá, thì anh em có thể gọi là đẩy cái này lên, thế là xong. Và các mẫu bàn phím đến từ IKBC luôn đứng trong top các mẫu bàn phím cơ đáng tiền nhất. Thì khi anh em sờ vào các mẫu bàn phím này, tạm chưa nói đến phần switch nhé, chúng ta sẽ nói đến phần keycap. Keycap được làm nhám cho cảm giác sờ vào khá sướng và bám tay. Phần switch thì đến từ Cherry thì không phải bàn cãi về phần chất lượng rồi. Chưa kể vào đó, anh em sẽ được nhận thêm các cái phần keycap được tặng kèm khá là màu sắc, trông kiểu lấp lánh 7 màu. Không phải 7 màu đâu, vài màu, trông kiểu nhìn phát biết ngay là bàn phím đến từ IKBC rồi đấy. Nhân vật cuối cùng ngày hôm nay của chúng ta cũng là đắt nhất đấy, gọi là bàn phím đến từ Cọc Xe, có tên mã K70 và K2. Về chất lượng sản phẩm của Cọc Xe thì không cần phải bàn cãi nhiều luôn. Mặc định khi về hàng là auto hết, kiểu nó hot dã man luôn ấy. Thì đây mình sẽ mở hộp cho anh em nhìn thấy. Thay vì giống như 4 mẫu bàn phím vừa rồi đều sử dụng Blue Switch, thì cái mẫu bàn phím đến từ Cọc Xe ở đây của mình thì sẽ là phiên bản Brown Switch. Thì về cơ bản Brown Switch có thiết kế gần giống với Blue Switch, chỉ là không có tiếng clicky thôi. Tuy nhiên thì cứ tạm gọi là nó giống nhau đi. Không có tiếng clicky thì cũng phù hợp với những anh em kiểu sử dụng bàn phím trên văn phòng. Bây giờ kiểu anh em sử dụng trên văn phòng xong kiểu sử dụng bàn phím của Blue Switch, mình đảm bảo với anh em luôn kiểu
sau một vài hôm gõ vậy bàn phím anh em bốc hơi luôn đấy. Nhưng mà anh em sử dụng các mẫu bàn phím thì web browser dựng văn phòng thoải mái, yên tâm, tin mình đi. Thì về phần thiết kế không phải bàn cãi nhiều, thiết kế phần mặt trên là bằng kim loại rất chắc chắn, còn việc anh em có bị giật hay không thì mình cũng chưa chắc, bởi vì ở một số sản phẩm ấy dùng nó bị giật thì không tránh khỏi được đâu. Thì với sản phẩm của cọc xe thì cọc xe đã tinh chỉnh một chút về cái phần switch ấy, cho cảm giác bấm theo mình thấy là khá mượt, anh em có thể nghe thử này. Thêm một điểm cộng trên mẫu bàn phím lên từ cọc xe đó chính là hãng tích hợp rất nhiều các phím tắt để anh em có thể truy cập được vào nhiều cái, ví dụ như là tùy chỉnh các phần LED có thể cá nhân này, hoặc là theo các profile có sẵn này, phím tăng giảm âm lượng, tắt âm, tiến lùi bài hát. Vậy thì trên đây là top 5 bàn phím bán chạy nhất tại An Phát trong năm 2019. Vậy thì anh em có thích mẫu bàn phím nào ở đây không? Đừng quên để lại ý kiến ở mục bình luận của video. Như thường lệ, hãy nhớ bấm like, share và subscribe kênh YouTube của An Phát để không bỏ lỡ các video clip chúng mình tung ra trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.